em này vào nhà mình rồi. Ông em lại đưa vào nhà mình. Còn chưa? Đây đưa đây. Ai ai thấy đấy ông Phúc? Rồi ai thấy đây. Bắt được nhân vật nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Ông em. Cái gì mà các ông đừng. Những cái gì? Mấy ông đây. Đây. Mày nổi tiếng nhất Việt Nam đấy. Đúng lắm như còn nào. Đúng lắm như còn nào. Thôi thôi. Đủ cười. Mấy người này không có xin nhê với thằng em này đâu. Rồi các anh một mấy người đó thì xin em lên trên cầm người đến Việt Nam nha, bắt được cầm người em sự nha. Chú lấy cầm người nào? Cầm từ từ, bình tĩnh cho nào người, bao nhiêu người đây, thằng Dương. Ngồi yên đã. Cầm với lại cái dây chói. Anh phải gọi cầm lên đây, gọi. Em cầm lên. Cầm lên. Cầm lên. Cầm nào đâu anh em này rồi. Cầm đồ có xe đây về chưa? Dây vào nhá. Không đi làm không mang đồ à? Lấy cầm đi. Rồi rồi, các anh cứ ngồi đây để. Chó đâu chân lại. Thôi anh em đây rồi. Đây luôn chạy vào mắt. Chuyên đúng sẵn mắt cướp bây giờ. Dây cương buộc đây. Chân này. Đây anh quay em rồi đây nào. Đứng vào đúng rồi. Tay vào. Đặt tay vào đấy đi. Quay góc này. Mọi người ở đây hỗ trợ đây rồi. Đấy rồi anh em anh ở đây rồi không sợ đâu. Đây toàn có sự biết. Công an xã Yên Dương bắt rồi nhá. Ông em đẹp trai có công an xã Yên Dương đây. Anh mời thì bất hảo đây. Nhờ anh có cái quạt cho. Đây lấy quạt đây. Đây đây mày lùi. Nếu này thì mình đi đón được là thành phần bất hảo thế này bao nhờ. Anh ơi, cho anh lên chai nước mà. Lấy chai nước là nước ra thùng cho bác tải. Bên kia lấy cho bác chai nước đây. Bác đợi nha. Đang cầu cử. Đấy anh em nhá. Nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Rồi rồi ok ok. Hốt voi. Bắt được rồi, đang ứng cho anh Bồn. Hả? Rồi rồi rồi. Ờ trong cái anh Bồn. Đóng huấn đô xe là anh em bổ cho quà xẻ. Tao hoành tráng cho chú hiệu lên luôn VTV1. Có xe chở nó về chưa? Có xe rồi về chưa? Không có gì không? Không người không giữ hàng chưa rồi rồi ngọc không thấy gọi anh gọi nhanh tàu liếc qua rồi miệng đang ăn cơm gì cả chạy nhỉ đâu anh em bắt ở gần nhà anh thiếu chưa từ sáng giờ à, ngồi làm sao nhưng mình thiếu chứ anh phục mày từ sáng đến giờ đấy mày anh không ăn cơm nhà anh đợi em đúng rồi tao hiểu rồi tao về đúng rồi tao hiểu 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 rồi bọn Thành Long là quán trại nó đang bị bánh nồi ăn từ quá giờ nhưng mà tại sao lại lọt lưới trước đây rồi. Anh em thấy được là giải đấy nhở có bánh nhiều quá rồi bánh trại tối qua ngồi phục công an, ngồi phục công an. Phải có còng đấy, mẹ không đi. Gọi hiệu lên. Không giữ được này đâu, mẹ có còng, mẹ không đông người, không đấy. Nụ cười rất đẹp trai. Đấy bây giờ phải khóa lại càng này đi. Khóa lại còng thức ăn thì không được. Không còng nữa. Không còng cho lên xe anh rồi á. Thôi. Xe đây. Thôi mày có còng không? Hả? Châu tô đâu? Đây. Đây. Không. Xe. Thôi. Chú. Không. 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 Anh không làm vậy đâu. Đấy xe anh đây rồi cho lên đây. Lên trên đi.
cái xe ô tô này cơ. Anh em ngồi ngồi ôm đi nó nhá. Ok. Thôi bọn anh thì đúng vì ấy thôi, chú mày quan tâm nhân tài nhưng mà thì đẹp chú mày căn bản là cái em đi luôn nhá, lên đây đưa công an huyện, em lên luôn đi. Đây vào đây công an huyện à. Xin vào. Anh ơi, nhờ anh đi ra. Chú mẹ nó đẹp trai. Để quay cho mà lái. Quay đây. Rồi, lên đi em ơi. Mày sao mày? Ôi, dậy trời trời chiều không? Chạy từ dưới. Đi từ dưới. Nào, em cứ đừng dây ngang là được. Ôi, tắt điện thoại đi. Tắt điện thoại đi, rồi, đi. Tôi đúng hôm nay cảm ơn mỗi đạt này. Mình lấy mấy ông đứng ở. Thế đi từ hướng nào thôi? Đi từ hướng nào thôi? Đồ vẫn đây. Ăn đồ này. Chạy theo cái đường. Ngọt rồi, ngọt rồi. Này công lớn rồi, này chúng ta công lớn rồi. Anh em dậy yên dương nhá. Công lớn rồi. Bán xe đạp ở đâu? Bán chẳng biết ngay đây. Công lớn là anh em xã Yên Dương nhà mình nhé, đúng không? Rồi, không to thì không to. Anh bảo riêng nói với thằng quản trại trên Thành Long nó ngồi nhà anh đấy. Vừa mới bắt taxi về điều động về để chứ, triển khai công việc mới đấy chứ. Thì ông ở mày để xuống thì viện đấy, anh bảo với thằng này. Ngày cũng cưới luôn, em ngồi đó ngày cũng cưới là em ra rồi. Đất nịt mẹ mày nổi. Thôi. Anh đang cho bảo hốt mày. Anh cũng quy phục mày đấy nhưng mà sao mày thì rẻ không chấp. Nói chung em nói thật chỉ cần hở ra tí là mình trốn được. Nhưng mà hôm qua là như thế nào mà trốn được? Thì hôm qua nó không mở cửa. Mày cũng có tài đấy nhưng mày là siêu đấy. Mày nói chung người rơi chung đột vòm mà chung này gặp mày cũng phải cảm xin bái chào chứ. Anh bảo mấy cái thằng quản trại anh ngồi nhai ạ. Anh bảo riêng thằng Triệu Quân Sự này bây giờ nó tìm cái đường nào gần nhất ra đường quốc lộ để đón xe chứ không bao giờ đi lên đường rừng. Nói chung là cái kiểu như kiểu nhưng mà nó nổi đấy. Để đón xe gần nhất để đón xe chứ còn lên đường rừng tìm đường đâu mà anh Đạt ơi. Ơi. Nhưng mà chấp nhận nó giỏi đúng không? Giỏi. Nó hơn thằng Trung người rơi đúng không? Nói chung là hôm nay là có thằng Ngọc. Thằng đầu tiên lần đi qua anh thấy phát là với giá của nhà anh gọi. Anh bảo ông ơi ông già ngó với tôi ra mình tôi nhìn thấy thằng giống thằng ở trong ảnh cho con rừng. Tôi ra tôi ngồi sau đi qua mắt tôi bởi cứ kệ cho em ăn cơm đi đi kệ tôi lượn lên trên mắt tôi điện cho Phúc. Nhưng mà anh Đạt nhận diện giỏi nhờ. Em nhìn thấy Ngọc em nhận diện đầu tiên. Ông với Thành nhân đó không phải đâu anh ạ. Khẩu trang có đúng trong đây rồi. Ông đầu tiên lại tưởng cái ông áo xanh đứng bên đường mình bỗng lắm chứ. Anh đó là áo xanh đang trèo lên qua đường tàu đang đón xe. Trong này thì cũng chắc mua được mình bỏ chuẩn rồi. Đúng rồi, ok rồi nhỉ, ông đi đúng rồi, chuẩn rồi. Đéo làm thì anh em tao khổ, tao thì cũng không muốn bắt cướp đâu nhưng mà cũng thật mình mày nó nhân tài quá anh cũng phải. Mày đã nổi tiếng nhất Việt Nam ấy. Chuyện đã mày rồi. Không biết sắp chuyện ơi. Ở cái thành phố đất Việt Nam này. Đang đưa vào là mày vụ này này. Cái tầm cỡ như anh là thằng nông dân thì trẻ nữa, anh còn biết được mặt mày rồi. Ở Vũng Lai lên mất là quay vòng về chỗ như là ông Nguyễn Hồng Đôn bắt luôn đó luôn. Em ăn cái gì cho? Bắt rồi, ông chuyển không dạy được. Rất mẹ, rất ngoan, rất là lành đẹp trai. Từ tối rồi. Anh nhìn thấy chú rất là tươi đấy. Mình quay hôm nay mình thấy ông ấy có bó nó ngửi từ từ. Nhưng mà đại ca toàn thế hết đúng không? Mình tin rồi. Đéo mày biết được, tao mày gặp tao là mày xiên đi. Không đâu, không có dao nó chơi được. Đưa về huyện à? Để đây, vào đâu em nhỉ? Vào phòng đây luôn à? Anh dùng đây để em đưa lên trên. Đưa lên trong phòng đây à? Đây nhá. Anh gọi anh hiệu đi. Rồi xuống đi, em gọi em vào. Đấy nhá, đưa thằng em vào trong huyện đây. Anh Ngọc ơi, cho em một cái còng ấy. Đấy, mấy ông em xã Yên Dương đây. Em vào trong một ma túy có còng. Đấy. Anh em ngắm mà em đẹp trai rất hiền lành nha, cười quá anh nhờ. Đấy, rất đẹp trai. Đời mấy anh nụ cười tươi như vậy. Quá ok rồi. Hôm nay là cầu cờ chiến thắng, vẻ vang. Anh em huyện mình nha, đâm ra lại đẹp trai nhá. Triệu Quân Sự. Triệu Quân Sự đã lên xe em. Triệu Quân Sự lên xe em rồi. Anh em Yên Dương mang về đây rồi. Mời cười cho mặt cái cổng thứ 8 đây. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, lấy cổng, đây, chú có cổng. Đẹp trai không? Anh thấy có đẹp trai không? Thằng này được. Được, đẹp trai đúng không?
làm gì có thằng nào đẹp trai hơn nó cái năm này nữa. Năm mươi cây đấy, thành long đây là 50 cây. Gì thì cứ chạy lung tung. Nụ cười đẹp trai luôn nhá, đảm bảo mẹ gái hơi bị thích. À em, đây gì mà? Đấy thôi nha, tắt nha.